đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Dạ xin được chào mừng quý ông bà cô bác cô chú anh chị các bạn cùng đến với kênh YouTube của em ạ, Lang Thang Nha Trang. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay em thực hiện một video này, em xin gửi đến quý vị khán giả cùng xem. Quý vị có nhớ không, khoảng cách đây gần 2 tháng em cũng đã từng lang thang trên những cái cung đường Lữ Gia, đường Hồng Lĩnh. Hồng Lĩnh là đường số 2 năm xưa thưa quý vị. Rồi em có một vòng qua khu vực đường Phong Châu ở khu vực Quân Lao. Cách đây gần 2 tháng thôi, em có thực hiện một cuộc tìm kiếm, đi tìm một gia đình. Đó là gia đình của ông Lê Tai, có những người con là Hoa Phương Dũng Đạt, để mà giúp cho một người anh. Người anh này hiện tại là đang ở bên Cali, bên Hoa Kỳ thưa quý vị. Và anh này ngày xưa là không phải là người Nha Trang, anh này là người ở Phan Thiết, ở Bình Thuận. Thì những cái năm trước năm 75 thì khu vực vòng vòng quanh ở khu vực miền Trung của mình là chỉ có Nha Trang và Đà Nẵng, hầu như là có những cái trường trung học. Và cái năm đó thì anh bên ở Phan Thiết này, anh mới đi ra Nha Trang để anh học trường trung học, đó là anh học trường Võ Tánh. Thì anh có kể là anh đã tá túc ở nhà một người quen, đó là nhà người quen của ông Lê Tai. Và sau khi em thực hiện clip đó lên là cách đây là cũng gần được 2 tháng. Và thật là may mắn hôm nay mới ngày hôm qua hôm kia thôi thưa quý vị, em có nhận được một sự gợi ý, một cái thông tin từ một người khán giả đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Anh ấy nhà cũng ở gần khu Lê Hồng Phong này, năm xưa là đường Lữ Gia. Thì ảnh có một cái thông tin là ông Lê Tài chứ không phải là ông Lê Tai thưa quý vị. Và hôm nay em được sự chỉ điểm đến với nơi này để mà đi tìm lại căn nhà của gia đình đó năm xưa, giúp cho anh bên Cali. Dạ xin mời quý vị hãy cùng đi theo em ạ. Vì có một cái thông tin trước kia anh này có kể là nhà của ông Lê Tài ở ngay cái góc ngã tư, ngay góc ngã tư đường Lữ Gia từ khu Quân Lao đi xuống. Rồi có một cái khu vực chợ Phước Hải, chợ Đồng Nai góc bên kia. Thì đó anh chỉ nói là có một cái ngôi chợ thôi, và em đoán ra được có thể là chợ Phước Hải, chợ Đồng Nai này. Và đây là cái góc ngã tư mà em đã được xác định lại là ngay góc này. Ngay góc này là đường này là đường Phong Châu. Đường Phong Châu thì em không biết là ngày xưa á có một cái thông tin kêu là đường này là đường Vĩnh Biệt, em không biết là có đúng như vậy hay không. Tại vì là cung đường này là ngày xưa dẫn vào một cái lối nghĩa trang để mà tiễn biệt những người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Và góc này là đường số 3. Đường số 3 này là đường Nhị Hà bây giờ. Thì ngay góc này luôn có một cái tòa thánh thất cao đài chân lý ở Nha Trang. Thì anh bạn này cũng có gợi ý thông tin cho em là có thể đến với lại tòa thánh thất này để mà hỏi thăm. Tại vì anh cũng biết là chỗ này thì luôn luôn đóng cửa, hiếm khi nào mà mở cửa lắm. Hiện tại này đóng cửa rồi, không có thể hỏi thăm được. Và bây giờ em còn một thông tin nữa là em đi đến đường Hồng Lĩnh, đó là đường số 2 năm xưa, để hỏi thăm về gia đình của ông Lê Tài này. Ở đây ngay chỗ đường Hồng Lĩnh, đường số 2 là có một cái tiệm phở Quỳnh, một cái tiệm phở cũng khá là nổi tiếng tại thành phố Nha Trang. Không biết là tiệm này đã tồn tại lâu chưa thưa quý vị. Đường Lữ Gia năm xưa chỉ xuất phát từ khu vực cách đây khoảng vài 50 mét nữa thôi thưa quý vị. Đường số 3, đường số 4 và đường số 5 là đường Văn Đồn bây giờ. Từ đó trở về lui đến khu Quân Lao, đó là khu vực đường Lữ Gia. Còn hiện tại thì đường Lữ Gia là đường Lê Hồng Phong bây giờ, xuất phát từ Mã Vòng cho đến gần với lại đoạn đường Phước Long đi về khu vực Bình Tân Cửa Bé. Dạ và đây là một góc ngã ba, đây là khu vực đường Hồng Lĩnh, đường số 2 năm xưa.
Ở đây quý vị thấy có một cái bảng hiệu đó là tiệm phở Quỳnh. Ở đây là một căn nhà mà những người sinh sống ở đây là cũng rất lâu năm. Em xin phép hỏi thăm gia chủ về thông tin này. Dạ chào chú ạ. Chú ơi, chú có thể cho con hỏi thăm được không chú? Mấy ngày nay con cứ đi ngang á, con thấy nhà mình đóng cửa nên con không hỏi thăm được. Dạ. Dạ em xin nhắc lại địa chỉ ở khu vực này. Đây là đường số 2 năm xưa, đường Hồng Lĩnh thưa quý vị. Và ngay khu vực đây là một góc ngã tư. Góc ngã tư giữa đường Lữ Gia năm xưa, rồi đường Phong Châu bây giờ. Em không biết ngày xưa ở đây đường Phong Châu là đường gì. Còn góc đằng kia đó là đường Đồng Nai thưa quý vị. Có một cái ngôi trường tiểu học ở đây là trường tiểu học Phước Hải. Rồi chợ Đồng Nai thì vòng qua đây có một cái ngôi nhà thờ rất là lớn, một cái giáo xứ rất là lớn ngay khu vực góc bên này. Dạ em chào anh ạ. Anh ơi em xin giới thiệu, em là làm bên YouTube á, em là Lan Hai Nha Trang. Em quay những cái cảnh đường xưa cảnh cũ á, thì vô tình là được những bà con họ ủng hộ rồi họ cũng có gửi gắm và ngỏ ý là nhờ em đi tìm lại những người năm xưa á. Dạ, và cách đây cũng gần 2 tháng á, em cũng có đi tìm kiếm một gia đình của ông, tại vì cái thông tin của cái người mà nhờ em á thì em biết là cái anh đó là anh ở Phan Thiết. Đúng rồi. Năm đó là trước năm 75 á là ở Phan Thiết hầu như là không có trường trung học. Ảnh mới ra qua đây anh học cho trường Bảo Tánh á. Rồi sau đó là anh học ở như là có lên Đà Lạt học nữa đúng không ạ? Bảo bị Đà Lạt. Đúng. Dạ. Rồi cái thông tin ảnh cho em là gia đình của ông Lê Tai. Lê Tai. Dạ, dạ. Lê Tài. Dạ, cách đây 2 tháng thì em đi tìm là ông Lê Tai. Có những người con là Hoa Phương Dũng Đạt gì đó. Thì chờ hỏi vòng ra thì hình như là em hỏi sai người. Em hỏi đúng nhà nhưng mà hỏi không đúng người đó. Thật ra thì anh nói cho em, thật ra thì những người ngày xưa của cái anh em bên Mỹ ở đây, hộ ở đây thì bây giờ người ta đã di giờ, người ta bán nhà ta đi. Dạ. Thì những cái hộ lâu năm ở đây thì còn một hoặc hai nhà. Dạ. Thật ra mà hỏi mà nguyên gốc mà phải hỏi đích danh đến ngày đó anh gặp đúng anh, ví dụ như hôm nay. Dạ. Em nhận ra được là cái mối quan hệ đó được liền. Dạ, mà dạ. Em hỏi buồn về những cái hộ lân cận thì nó đúng là những cái hộ người dân mới về ở. Dạ, không dạ. Có làm. Dạ. Thật ra hôm nay thì may là anh cũng đã liên lạc với anh em, người em nhờ em. À, vậy là đã liên lạc được rồi. Là người nhờ em là anh em. À dạ. À, anh em, anh tên là em. À, dạ. Thật ra dạ. Thì hồi xưa là cái ảnh là dân nói chung là Thuận Hải ra đây. Dạ, dạ. Mình coi ba má anh là như là ba mẹ nuôi. Dạ. Thì anh thì anh Quỳnh thì cũng là thế hệ đó, ngày xưa anh Quỳnh cũng còn nhỏ lắm nhưng mà anh vẫn còn nhớ mà. Thì góc độ nào đó thì anh cũng coi như là một thành viên gia đình của ngày đó. Dạ, dạ. Thành ra hôm nay mà anh em muốn quay về Việt Nam là tìm lại quê hương để mà những cái kỷ niệm đại khái là của anh cũng dây ra đây đó. Sau bao nhiêu năm xa quê thì anh muốn lấy những cái thước phim. Dạ, dạ. Ở Việt Nam về để cho anh coi. Dạ, hôm nay thì thấy em tới anh cũng vui, có thể là thước phim này anh đọc được. Dạ, dạ. Cho em hỏi thêm là mà làm cách nào mà hai bên liên lạc được với nhau ạ? Thì anh cũng nhờ một người YouTube như em là đại khái là tới đây. À, dạ. Rồi kết nối ảnh là ảnh cho cái số liên lạc. Là phải liên lạc cái Zalo đại khái gì đi, dạ, anh dạ. Mới kết nối với ảnh. À dạ, dạ. Nhưng là hôm nay là cái tín hiệu này là mặc dù em mấy bữa trước là cũng cái người đó gặp bà xã anh. Dạ, dạ. À, thành ra nhưng hôm nay em là người trực tiếp gặp anh. Dạ, dạ. À, đó, tại khác là câu chuyện là anh kể như vậy. À, dạ. Dạ. Tại vì em cũng cái năm cách đây 2 tháng á, em có đi một vòng đây nè, em hỏi cái nhà mà cũ ngày xưa á, ngay cái chỗ mà cái cô bán thuốc lá ngay góc bên đây nè. Thì nhà có hai chị em. Em hỏi chúng cái người chị hay người em gì đó. Thì cái người đó là em không có tiếp cận được nhiều. Cho nên là không có thêm thông tin. Giá như mà thời gian đó em có hỏi sâu thêm tí xíu thì có thể là được gặp rồi. Anh dạ. Biết có hai người chị về bên này là đúng rồi. Đợi, dạ dạ. Hồi xưa chị mở đối với anh nhà như Quỳnh Cả. Góc bên đây. Bây giờ chị bán nhà chị về ba lên phòng góc đó. Dạ.
rồi hiện tại là mới hôm qua hôm kia thôi, có một anh bạn ảnh nhà ảnh cũng vòng vòng ở khu vực đây nè, ảnh cũng vô tình coi clip của em mà cách đây 2 tháng á, ảnh mới gợi ý là cho em thông tin, thì em mới biết là tìm Bảo Quỳnh để em tới đây hỏi thăm. Tức là anh giới thiệu là anh Quỳnh là con trai út của ông bà Lê Tà. Dạ là út nhớ nhỏ nhất nhà. Dạ. Nhưng mà anh em vẫn còn nhớ hình ảnh, tức là cái anh mà giờ em tới đây thì vẫn nhớ mãi hình ảnh của anh. Dạ. Mà hôm nay thì em là YouTube. Dạ. À, cái kênh của em là gì vậy? Của em là Lang Thang Nha Trang. À, anh thấy Lang Thang hơi nhiều, gà lang thang rồi nhân gà, nhân đồ. Em trồng cũng nhớ của nhân gà rồi. Dạ không, tức là Bana Độc Lập. Dạ. Nhưng mà em hiểu anh nói là cái kênh những em nai ná như gà lang thang, bức tranh lang thang là gì? Nhưng mà em ở Nha Trang. Em ở Nha Trang. Em có công việc ở Nha Trang đây, trong khi rảnh rỗi thì em quay lại đường xưa cảnh cũ để gửi đến quý vị bà con để họ xem, để họ đỡ nhớ nhà thôi. Chứ em hầu như là chưa có ra khỏi thành phố Nha Trang để mà ghi hình. Thì hôm nay em tới làm cái mô mà trước ống kính thì anh ấy nhỏ lớn cho nên anh chưa được từng được đứng trước ống kính. Vô tình hữu ý bên đây tự nhiên anh được lên ống kính anh cũng vui. Vậy là cũng có một cái cơ duyên anh á. Em cũng rất là vui là khi mà cái anh bên Mỹ cũng đã liên lạc được với gia đình. Không, mà những cái phim này nếu mà em đưa cho cái anh mà cần nhờ em mà thì cũng rất là vui, tại vì mấy bữa nay thì thật ra anh cũng nhờ anh chuyển tải gì một số nội dung hình ảnh của nhà anh để qua bên Mỹ cho anh coi. Anh cũng không thể nào rảnh. Thật ra thì anh bận việc công việc đến nỗi là cả 3-4 tuần nay là anh nhờ chụp những cái cảnh cũ, cảnh xưa đồ. Để mà để nhớ nhà. Thì hôm nay em tới mà quay được cái cảnh hàng phở, quán phở Quỳnh là khung cảnh đường số 2 là đường ngày xưa. Đường ngày xưa. Phở những người lâu năm lớn tuổi thì mới biết những con đường đó. Nó số 2 là đường Hồng Lĩnh, số 1 là Cửu Long, số 3 đường Nhị Hà, ví dụ. Đúng rồi. Tên đường đổi hoàn toàn. Có cái đường góc đây gần đây là Phùng Khắc Khoan. Là đường Tĩnh Tâm. Em cũng rành, em dân Nha Trang mà. Thì em làm những cái cảnh đường xưa cảnh cũ á, em phải cố gắng em tìm hiểu thông tin để truyền tải đến quý vị bà con. Như em thấy là trên trang mạng ở Nha Trang mình có cái nhóm là người Nha Trang. Cũng đăng tải những cái ảnh xưa, cái người xưa, những cái đường của trước 75 ví dụ vậy. Thật ra thì anh là tôn giá của anh là dân Tin Lành. Tức là những cái mối quan hệ về có tôn giáo anh thì anh rành hơn. Còn bên mà sư thầy Phật pháp thì anh Quỳnh là cũng có thể anh biết chứ không phải trong những cái quan hệ xã hội thì nhất là anh Quỳnh là dân buôn bán. Cái sự va chạm rồi bạn hàng rồi thì anh cũng có thể biết được. Nhưng mà hỏi chi tiết là đường Phúc Các Khoan là gồm sư thầy gì thì nói chung anh không thuộc về hội đó. Anh không được rành lắm. Cách đây gần 2 tháng khi mà em lên clip á, em trước đó thì em cũng đã hỏi thăm bên chi hội Tinh Lành ngay góc mình là đó, đường số 1 nè, là đường chi hội Tinh Lành quận 3 Cửu Long là của anh đang sinh hoạt ở đó. Tại vì cái thời gian trước đó là cách đây 2 tháng là cái anh bình nước anh bên Mỹ á, anh chỉ là bình luận trên video của em, rồi em trả lời bình luận của ảnh trên đó, thì những cái thông tin ảnh cung cấp á đều qua những cái bình luận trên những video, cho nên là ở bên nước ngoài lâu quá, họ hầu như là anh đó anh ghi là ông Lê Tai, thì có thêm một cái biểu tượng, có thêm biểu tượng là cái tai, cái lỗ tai của mình á, nên em cũng nên nên là em cũng đã hỏi thăm bên chỗ Tinh Lành trên đó, thì không ai biết là ông Lê Tai. Lê Tai thì ai cũng biết, nhưng mà cũng phải là những người lớn tuổi mới biết. Em hỏi những cái thập niên sau, mấy cháu mấy con sau này chắc cũng nhỏ quá. Tại vì cái tuổi ba má anh bây giờ cũng gần 90 mấy tuổi là đổ lên rồi. Thành là những người lớn tuổi là trung niên đổ lên thì Vậy cho em hỏi anh là thứ mấy của gia đình ạ? Nếu mà thứ thì nhà ba má đẻ đông lắm. Nói về việc ra là ba má đẻ là 8-12 người con. 8 trai 4 gái. Dạ. Mà anh Quỳnh hiện tại đang là quốc gia. Dưới anh còn một cô em gái nữa. Là người Việt Nam mà là 10 này 10 dư 10 thừa mình gì cũng 10 gì đáng biết. Nói về cái chuyện là thay thứ ba trong gia đình. Nói chung là Út đi. Ngày xưa ông bà nội ngoại của em á là nhà nào cũng là hơn 10 người con hết. Riêng nhà ngoại á thì bà ngoại ngày xưa làm sở Mỹ. Ông ngoại là lính Thổ Kèn.
thì cho nên là như năm đó là được nhận lương, để con nhiều là vẫn được nhận lương, vẫn được trợ cấp. Dạ. Tiếc rằng hôm nay em tới là hôm nay nhà quán phở đóng cửa. Dạ. Để cảnh sinh hoạt mà ngày thường của gia đình anh làm giờ này đang đông khách, ví dụ anh nói là nếu bán phở dạ là rơi vào ngày nay trúng ngày anh Quỳnh, nhà anh Quỳnh có việc đột xuất. Dạ dạ. Nên hôm nay gia chủ có mình một bóng ở nhà. Dạ. Em qua đây là 2-3 ngày rồi đó. À, em thấy đóng cửa. À, em chờ đến thứ hai thì lâu quá. À, ngày này em cũng qua đây hết, thấy gia đình mở cửa là em vô liền. À, cảm ơn. Dạ em dạ dạ. Không có gì. Em dạ tên gì? Dạ em tên Lợi. Là, dạ. Anh là tên Quỳnh đó. Dạ. Quán phở Quỳnh cũng là tên. Dạ. Tên của anh luôn. Dạ dạ. À, dạ quý, kính thưa quý vị, à, kính thưa anh bên anh đã như ở bên Cali đúng không ạ? Anh bên Cali. Dạ. Anh em, anh tên là anh em. Dạ dạ kính thưa anh, hiện tại thì em cũng thứ nhất là em cũng tìm được gia đình ở đây, nhưng mà em lại trễ một bước thì cũng rất vui là có một bạn YouTube khác cũng đã ghi hình được và gửi đến anh. Dạ thì hôm nay thì nhân tiện ở đây thì anh cũng được nhìn lại những người quen thân trong gia đình ngày xưa. Dạ đây là anh Quỳnh à, trai út của chú Tà, tức là trai út của gia đình mà dạ anh em đã ở. Dạ 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 rồi em xin kết thúc cuộc nói chuyện hôm nay anh ha. Chúc gia đình luôn dồi dào sức khỏe và sự bình an, và đặc biệt là luôn luôn buôn may bán đắt. Vâng. Dạ. Anh nói chung là anh rất vui vì cái chuyện là hữu duyên để mà Lộc tới đây, là Lợi tới đây mà quay những thức phim này, thì tuổi già thì tuổi già nhưng mà được lên phim lên sóng thì cũng thấy vui và hạnh phúc. Dạ, dạ. Biết đâu là nhờ em như vậy là vô hình chung là quảng cáo được thương hiệu phở Quỳnh tiếng lành đồn xa, hữu duyên đã có làm cho cái quán phở Quỳnh anh có duyên thanh lại đắt thêm thì đó cũng là cái lợi. Dạ. Cô cũng nhân tiện đây hồi nãy em cũng có thử hỏi thăm cô bên đây. À, thì cô đây thì cũng kêu cái gì hỏi thăm nhà bên đây đúng đi. Rồi, đúng rồi. Dạ mà cũng có một cái anh mà ở gần đây mà anh cho em cái thông tin đó. À, anh nói là phở Quỳnh cũng nổi tiếng tại Nha Trang lắm, buôn bán cũng lâu lắm rồi đó. Thì sẵn ở đây anh có thể chia sẻ gì thêm một chút không ạ? À? Tức là mình bán ở đây là được bao nhiêu năm rồi anh? Anh bán đây cũng vừa tròn 30 năm. À 30 năm là một thời gian cũng dài. À, dạ. Nói chung là có lẽ là sống lâu lên lão làng thôi, chứ cũng dạ không có bí quyết gì mà ghê gớm. Miễn sao là ăn khách hàng ăn ngon miệng với là đừng có giá cũng mềm mại thôi. Dạ, thì dạ là có là phương châm đó làm cho quán phở mình vẫn có một lượng khách ổn định. Dạ. Và hôm nay thì cũng ta sau 30 năm cũng trong nghề, thì nếu mà cái video này có đến tay nào, một khách hàng nào hay là ai ở đâu mà biết quán phở Quỳnh thì mình cũng xin cảm ơn, gửi lời tri ân đến tất cả khách hàng. Dạ dạ. Cũng để mà cảm ơn đã theo phở Quỳnh 30 năm rồi. Dạ dạ. Em cũng bật mí luôn là cái con đường này em chở con đi học hàng ngày. À, dạ, nhà em cũng ở trong góc bên đây thôi. À, là ở gần đây á. À, trước kia em ở đường Tôn Đảng á. À, Tôn Đảng thì nhà nhỏ quá, có 20m2 thôi. Em ở Tôn Đảng lâu không? Dạ từ nhỏ đến lớn. Ủa anh có mấy người bạn ở Tôn Đảng như anh Hoàng, anh Đồ Thợ Mộc trong à, là nhà của ông Cường. Ờ à, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đúng, nhà đúng, ông Cường, đúng, ông Bà Cường. Đúng, dạ. Có một anh Hùng ở ngay góc bên Hùng Bình Dị Hà đây. Đúng. À, dạ. Thôi đưa tiền là quá lòng rồi. Dạ, dạ. Anh nhớ rồi, dân Tôn Đảng lâu năm. Anh hồi xưa mà cũng có những người bạn học phổ thông trung học thì anh cũng ở đó. Dạ, dạ. Dạ rồi em cảm ơn gia đình rất nhiều. Vâng, dạ, anh rất dạ là vui. Thành ra hồi nãy mà sự xuất hiện của Lợi làm anh cũng không cái gì đó, nó hữu duyên. Dạ, dạ. Thôi đưa tiền là nói nó ngắn lắm rồi. Dạ. Không có nói dông dài, rất vui nha. Dạ, dạ, cảm ơn rất nhiều. Công trong cái công việc dạ làm YouTuber là được nút vàng nút bạc gì đó. Dạ 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 em cảm ơn rất nhiều. Dạ dạ rồi. Dạ rồi. Dạ, dạ. Dạ em chào anh. À, rồi. Dạ. Dạ kính thưa quý vị, em cũng đã tìm được gia đình người quen của anh nãy anh Quỳnh có giới thiệu đó là anh em. Thì em xin chia sẻ lại là ngay góc ngã tư đường Phong Châu, đường Lê Hồng Phong, một góc đường Đồng Nai bên kia đó là quán phở Quỳnh ở đây. À, gia đình đã buôn bán được 30 năm. Dạ và nhân đây thì em cũng xin chân thành cảm ơn một người anh ở khu vực đường Lê Hồng Phong này, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, đã cung cấp thông tin cho em. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh được dồi dào sức khỏe và sự bình an. Dạ và đến đây em cũng xin kết thúc
clip này. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn theo dõi em, đã luôn đồng hành cùng với em, cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh ạ. Em xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt. Trân trọng.